À, xin kính chào các bạn, chào các em học sinh. Hôm nay thầy hướng dẫn các bạn giải cái bài tập cái phần cái hàm số lượng giải, cái bài đầu tiên của chương trình sách giáo khoa đại số giải tích lớp 11 nhé. Bài đầu một số bài như thế này. Bài 1 là tìm tập xác định hãy xác định giá trị của x để cái hàm số này nhân giá trị 0, hàm số tan nhân giá trị 0. Đấy. Thì ta giải như thế nào các bạn? Thì các bạn thấy cái hàm số dùng tăng x nhân giá trị 0 đi. Thì các bạn thấy đang chỗ này này, trên cái đoạn cái x ta đang tìm là trừ pi cho đến 3 pi trên 2 các bạn nhé. Câu A tăng bằng 0, tăng x bằng 0 này. Tan là bằng sin trên cột 8 bằng 0 thì tương đương với sin x bằng 0. Đấy. Và sin bằng 0 thì các bạn vẽ lên đường tròn như này, để sin bằng 0 thì có hai điểm này sin bằng 0. Tức là x bằng k pi. Đấy. K thuộc z. K thuộc z mà như thế này thì rõ ràng là để x thuộc miền này thì lấy k bằng -1 này. Thì x bằng -pi thỏa mãn. Các bạn chọn. Rồi k bằng 0. Thì x bằng 0 thỏa mãn nhé. Rồi k bằng 1 thì x bằng pi thỏa mãn. K bằng 2 thì vượt qua chỗ này không thỏa mãn. K bằng 3 không thỏa mãn. K bằng -2 không thỏa mãn. Vậy có 3 giá trị này. Để cho 8 bằng 0. Các bạn thử nhé. Còn để 8 nhận giá trị bằng 1. 8 nhận giá trị bằng 1. Có bế 8 bằng 1 này. 8 x bằng 1. Tán cái sơn 1 thì các bạn biết là đây là bằng tán của pi trên 4 nhé. Đấy. Và hàm nội này là tuần hoàn chu kỳ pi này. Cái rõ x là bằng pi, nghiệm là pi trên 4 cộng với k, k pi, k thuộc xét. Đấy. Và ta đang xét trên cái đoạn của chúng ta là trừ pi cho đến 3 pi trên 2. Hàm này đồng biến này, khi k tăng thì nó sẽ tăng lên. Ta cho k bằng trừ 1. K bằng trừ 2 thì đây là K bằng trừ 1. Bây giờ ta cho những giá trị K. K mình cho K bằng trừ 2 thì đây sẽ pi trên 4 trừ đi 2 pi. Đấy. Pi trên 4 này, trừ đi 2 pi. Lập trừ 7 pi trên 4. Nó thỏa mãn khoảng loại. K bằng trừ 1 thì đây là pi trên 4 trừ pi là trừ 3 pi trên 4. Thỏa mãn các bạn nhé. Cảm thấy nó thỏa mãn rồi. Rồi cho k bằng 2 không. K bằng 0. Thì ở đây nghiệm sẽ thấy vào đây là pi trên 4 thì thỏa mãn rồi. Thỏa mãn ở chỗ này rồi. Cho k bằng 1. K bằng 1 thì đây là 3 pi trên 4. 3 pi trên 4 thì sẽ vẫn thỏa mãn nhé. 3 pi trên 4 thì thỏa mãn. Pi cộng pi trên 4 cộng với pi là 5 pi trên 4. 5 pi trên 4 thì không thỏa mãn này. 5 pi trên 4. 5 pi trên 4. 5 pi trên 4 thì là 1,25. Thỏa mãn các bạn nhé. Thỏa mãn. Vì 3 pi trên 4 là 1,5 pi. Thỏa mãn. Còn k và bằng 2 trở đi cũng thỏa mãn. Đây có các cái giá trị thỏa mãn là trừ 3 pi trên 4 này. Pi trên 4 này, 5 pi trên 4 thỏa mãn. Có 3 giá trị thỏa mãn. Các bạn giải. Còn để nhận giá trị dương, để tán dương. Để tán dương thì các bạn chú ý là gì? Tán nhận giá trị dương. Thì các bạn nhớ rằng là gì? Đường tròn lượng giải như thế này bạn này, để tán dương này. Tán dương thì như thế nào? Trừ pi này. Đến 3 pi trên 2. 3 pi trên 2 là trừ pi này. Quay đến đây là trừ pi trên 2 này. Quay đến đây này. Và quay đến một vòng này. Vậy đây quay một vòng. Hơn một vòng này. Quay đến đây này. Rồi quay thêm một vòng nữa. Đến 3 pi trên 2. Quay hết đường tròn này. Để tán dương thì hai cái chỗ này là tán dương này. Cung này tán dương. Cung này tán dương này.
Vậy thì trên cái đoạn này không cho đến pi trên 2 này, tăng dương này. Rồi trừ pi. Trừ pi đến trừ pi trên 2 tăng cũng dương này. Đấy. Rồi đến từ đây là pi, pi đến 3 pi trên 2. 3 pi trên 2 tăng dương. Vậy trên các những cái đoạn này là tăng dương các bạn nhé. Tăng dương. Còn tăng âm thì các bạn sẽ tương tự như vậy. Bài tiếp theo là tìm tập xác định của các hàm số này. Rồi hàm số này thì sin với khác không, tức là ở câu A này sin khác không này. Điều kiện là sin sơ khác không, thì sơ ở đấy khác capi. Vậy tập xác định đấy là d bằng r mà trừ đi các cái phân tử là capi. Còn đối với hàm này thì 1 cộng cụ đi sơ lớn bằng 0 này, 1 trừ cụ đi sơ lớn bằng 0 cho rồi. Để xác định thì chỉ cần là 1 trừ cụ đi sơ khác 0 thôi, tức là cụ đi sơ phải khác 1. Đấy. Câu B đấy, chỉ cần như vậy. Vậy đấy chỉ cần là sơ khác. Để cụ bằng 1 thì tại điểm này cụ bằng 1, điểm này chính là biểu thị của họ là K2 pin. Vậy sơ khác K2 pin. Vậy tập xác định đấy là D sẽ bằng R trừ đi các phân tử của dạng K2 pi, K thuộc diện. Bạn đang giải bình thường thôi, bỏ vấn đề chứ khó khăn cả. Bỏ vấn đề chứ các bạn cứ trao đổi với thầy để thầy hướng dẫn các bạn. Có thể các bạn có thể nhận xét trên kênh, nhận xét để thầy đi mấy cái điểm yếu của em để thầy giải cho các em. Còn tán của Xơ trừ pi trên 3 khác xác định thì cốt. Ở câu C này, cái cốt tán là bằng sin trên cốt, cốt của x trừ pi trên 3 này phải khác không. Đấy. Và các bạn biết để cốt khác không thì nó khác hai cái điểm này là k pi cộng pi trên 2 đấy, pi trên 2 cộng k pi. Vậy x trừ pi trên 3 này phải khác pi trên 2 cộng với k pi. Chuyển 3 phần 2 sang đây, vậy x khác 5 pi trên 6 cộng với k 2 pi. Vậy tập xác định là D bằng R trừ đi 5 pi trên 6 cộng với K2 pi. Thế thôi nha. Còn cố tán là bằng sin trên cốt, cho đó là sin khác không, tức là sin của x cộng pi trên 6 khác không. Đấy, câu dễ. Điều kiện là sin của x cộng với pi trên 6 phải khác không. Bạn nhé. Sin khác không thì có hai điểm này, sin khác không đi làm sin bằng không, ta bỏ hai điểm này, tức là capi, tức là sơ cộng pi trên 6 này phải khác capi. Vậy sơ khác trừ pi trên 6 cộng với capi. Tức là tập xác định tập R mà trừ đi những cái điểm của dạng này nhá. Bạn hiểu chưa nhá? Thế thôi. Giờ vào đồ thị sin hãy vẽ đồ thị hàm số trị tuyệt đối của sin này. Đồ thị sin nó như thế này. Đồ thị sin này đây là trừ pi là bằng 0 này. Đấy. À, đồ thị sin các bạn thấy nhá, đây là cái đồ thị sin đây này. Đấy là 0 này, đây pi trên 2 này, sin pi trên 2 là 1 này, đây là pi này, đây đồ thị sin đây. Đây. Lên xuống như vậy này. Thì để vẽ đồ thị trị tuyệt đối của sin, rõ ràng là trị tuyệt đối của sin là cái hàm số trị tuyệt đối của sin này, sin sơ này thì luôn luôn lớn bằng 0 này. Vậy với những cái giá trị sin sơ là trùng với cái hàm này, còn với những cái sin sơ mà sin sơ ấm thì nó sẽ là đổi với cái này, do đó bỏ cái phần phía dưới trục khoanh lấy đối xứng lên trên này. Đấy. Giữ nguyên đồ thị hàm sin trên trục khoanh, bỏ phần đối xứng lấy lên trên. Đấy. Vậy đồ thị sin là như thế này, đấy, lên trị tuyệt đối của sin này, đấy, các bạn nhé. Lấy phần phía trên trục khoanh các bạn. Đồ thị trị tuyệt đối là chẳng hạn số gì f sơ như thế này này, thì trị tuyệt đối f sơ là bỏ cái phần dưới này lấy đối xứng lên trên qua trục khoanh, đó là trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối của f sơ các bạn nhé. Ở câu 4 thì rõ ràng thầy hướng dẫn các bạn này, đấy là sin cho này cái hàm số này sẽ tuần hoàn chu kỳ là 2 pi.
Do đó để về đô thị hàm số y bằng sin 2 xe ta chỉ cần về trong cái đoạn còn dài là 2 pi thôi nhé, làm giải được. Thì còn một số bài nữa này, thì bữa sau thầy sẽ chừa tiếp, có thể là trên kênh của thầy hoặc là trên kênh này hoặc là trên kênh toán học.com nhé, các bạn tham khảo nhé. Có một số bài nữa, sau thì sẽ tiếp. Cùng chào các em, hẹn gặp lại các em trong dịp gần nhất.